dùng truyền hình và Internet để truyền bá Phật Pháp là công đức vô lượng vô biên. Cho nên nếu muốn đem Phật Pháp, Phật Pháp điều quan trọng nhất chính là chúng sanh có thể tiếp xúc được, có thể nghe được, có thể nhìn được. Điều tối ưu nhất là dùng truyền hình và Internet để truyền bá. Chúng ta phải lợi dụng cái phương tiện này, đem lòng từ bi của Tổ sư Đại Đức, ý nguyện độ hóa chúng sanh, truyền bá cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Phổ biến giới thiệu, đây là công đức vô lượng vô biên. Thực hiện được như vậy thì đã có đủ ba loại bố thí. Bên trong là có tài bố thí, nội dung diễn thuyết là pháp bố thí. Sau khi thật sự hiểu rõ, mọi người sẽ giác ngộ, đây là vô ý bố thí. Quả báo là giàu có, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu. Không cầu nhưng tự mình có được. Tại vì sao không làm những việc này? Chúng ta ngày nay đã đọc được trong bộ kinh này, nhất hướng chuyên niệm. Chúng ta phải nhìn theo phương hướng này, theo mục tiêu này. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư chia ra bốn phần. Phần thứ nhất là âm chất văn. Âm chất văn dạy cho chúng ta tích âm đức, làm việc tốt không nên để cho người khác biết. Làm việc tốt mà người khác biết được, người ta khen bạn mấy câu thì phước báo tiêu hết rồi, việc tốt của bạn thì đã tiêu hết rồi. Cho nên làm việc tốt không nên để cho người khác biết. Càng tích thì càng dày, càng lúc càng lớn, mới có đủ năng lực. Nếu chúng ta làm những việc không tốt thì nên để cho mọi người đều biết, mọi người nhìn thấy thì được tiêu nghiệp không còn nữa. Bạn phải biết cái đạo lý này rất là có lý. Lời của cổ nhân nói là không có dối gạt bạn. Chúng ta làm những việc không tốt nên để cho mọi người biết, phải phát lộ sám hối. Làm việc tốt thì không nên để cho người khác biết. Đây gọi là tích âm đức. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.